Dạ em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Dạ. Với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá, nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kiếm sống ở nước ngoài. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau. Wow. Sống với rất là nhiều người. Thì sống rất nhiều người. Không, ý là sống với nhiều. Sai rồi nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Nhiều người. Nhiều người chứ phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác nhau, nhiều khi ở đó người ta chưa sống dài hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, mà tập thể sao? Tôi nó nhạy cảm hơi khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng mà em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi. Hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ, con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dễ cảm xúc và không biết uống rượu. Vì... tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ thì tốt hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán? Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là thường đó là biết không? Lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu rồi mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì suy nghĩ của em cũng chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau. Wow. Như vậy là có nhiều cái bốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bảo làm gì đâu. Hôm nay thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội. Nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1 năm rưỡi hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh cũng bị đi học quân y trên thành phố á. Dạ, nên rồi nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, nó đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Chào 1m7 chào chị xíu. Chào nhà trai. Kém 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Kém thôi. Kém hả? Chị xíu được.
Không sao, mang dài vô. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Dạ. À, với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá, nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm thì em sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Chị sống rất nhiều người. Không, ý là sống với nhiều khai rồi nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Tiếp xúc với nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống dài hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao. Tôi nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu gì? Hửi là... Hửi là sao? Nhiều người hửi sao mà hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, tụi em là đạo đức. Đạo đức? Chỉ cần một cô gái lương thiện, được chung thủy, như vậy là tụi em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Quá đơn giản, ai cũng chung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Mẹ thấy chị dễ thương không? Dạ, xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ, xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diễm. À, giờ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ. Cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được. Rất là tốt ạ. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Cảm ơn chị. Trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Là gia đình bạn gái chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á. Tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng. Nên thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời. Tại vì anh rất là người rất là tâm lý. Anh rất là bịch chiều bạn gái, rất là ga lăng. Anh là một người rất là thương gia đình, với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai, nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ, cho anh ạ. Wow. Cáp rồi. Dạ, hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ, trong đây là em tặng anh cuốn sách. Và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp, anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin bình yên trong gia đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì anh thấy thế nào? Dạ khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách. Dạ. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Vì anh cũng không có vướng bận gì. Cũng có thể về Bình Tế hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Tháng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Nếu mà có cơ hội thì xin thêm vài ba ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Do phương tiện cũng rất là thuận lợi đây. Anh cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? Đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Sinh sống và ở đây luôn. Chắc chắn. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về miền Bến Tre đi, em đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. Từng về hả? Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không?
hỏi đâu kìa. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi tôi có đi được. Về liền luôn à. Nói cho em có thể mời anh về gia đình trẻ nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em mà. Chị gái cho em cho phép em về không? Bạn gái á, ví dụ như bây giờ mình đặt cái trường hợp đi, tụi mình đến với nhau, thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không? Và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ cho con này kia không? Em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi? Nói cho bạn gái biết đi. Thì em cũng có tích cọp từ một phần nào đó, anh mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn. Ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em, tiến tới. Hãy tiến tới nói chuyện với cô gái đó. Nắm tay cô gái nói. Chắc phải anh nắm tay em để cảm nhận được. Được không? À dạ được. Hai tay, bắt không phải bắt tay, nắm hai tay. Rồi hát cho cô gái nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát, ở thì nhân chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái. Hát Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. À, thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì mê em. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, em thấy người đối diện thế nào? Em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái dự định của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời, thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. À, sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tại em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì với cái chuyện tình cảm nó cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn. Mình có thể liên lạc với nhau anh chị, nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút, nếu mà em không thể mà mang cho bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm giáng dở bạn, thì mong em hiểu.
Không, nhưng đúng mà lắm. Chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người ta tưởng nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thiệt, tưởng đâu là bạn sẽ bấm. Nhưng cuối cùng em quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện nó dĩ lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thực ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi em thôi chị cho em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi bật anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta té tội nghiệp người ta vậy. Không thôi. Em phạt chết em ơi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha.